Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi ngồi đi em gái. Mời bạn Nam giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và xin chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Chí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, ở Pháp được 22 năm. Và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và phải về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn, em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam. Và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Ở đây ở Việt Nam em còn ai không? Dạ em ở đây còn còn mẹ em và còn còn em trai em. Em lớn lên em đi với ba ở Pháp rồi xong lớn lên đến bây giờ mới về lại Việt Nam. À, cũng nói tiếng Việt cũng còn rành, còn nhớ tiếng Việt quá hả? Dạ em nhớ. Rồi xíu. Chương trình bạn Nguyên Hòa chào đón em. Em cảm ơn. Phan Thiện Chí Tài ha. Rồi, Việt Kiều ở Pháp, giới thiệu cho anh ấy nghe về mình đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chị chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia và mọi người ngồi dưới khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Trúc Đào, hiện tại là 26 tuổi 6 tháng 8 ngày. Trời ơi, nhớ rõ như vậy đó hả? Dạ, tại vì ngày sinh nó hơi đặc biệt một chút nên có hơi nhớ. Tại là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang làm công việc là chuyên viên thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố. Khi mà em nghe ảnh là Việt Kiều Pháp thì em có cảm nhận gì không? Em cũng hơi bất ngờ vì em không nghĩ là sẽ chương trình sẽ chọn em một người ở tận Pháp luôn, mặc dù em thích sô cô la Pháp lắm. Đợt này em về đây được bao lâu em trai? Dạ em đợt này em về đây được 4 tháng rồi. Em ở bao lâu nữa mới đi? Em ở còn thêm mấy tuần nữa rồi xong em đi, rồi xong sau đó em định về lại nếu em tìm người nữ của mình. Bây giờ chỉ cần em... một cái lý do. Bây giờ em đi về luôn. Đừng có lo, người ta đi là người ta sẽ về lại. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em có thể hát, tuy là không biết tùy tâm trạng mình là hát cũng nhiều lúc thì chắc không vô tâm. Còn khuyết điểm em là gì em gái? Khuyết điểm của em thì chắc là nói nhiều nên là hơi lan man một chút. Trọng tâm nó quay chỗ khác, nó không còn giờ, không còn tại điểm đó nữa. Dạ bạn gái ơi, bạn gái bên kia sở thích nào mà bạn hay làm bạn vui? Em thích hát lắm anh. Vậy hát cho anh nghe em bài đi. Một chút xíu gặp mặt mình hát nó cảm nhận hay hơn. Ok. Cho em xin phép bắt đầu hát một bài bằng cái tiếng Pháp đi. Oh, vậy hả? Xong tí nữa em sẽ hát lại một bài bằng tiếng Việt. Ok. Ok. Rồi. Cho em xin phép. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci beaucoup. Bây giờ em nói cho cô gái kia biết là những cái ưu điểm và khuyết điểm em là gì đi. Dạ, ưu điểm của em là mấy cái gì mà mới này nó làm em hơi căng thẳng lắm. Mấy cái gì mà em chưa có bây giờ làm. Cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm của em, xin lỗi. Khuyết điểm của em là em hơi căng thẳng và hơi thấy gục gà mấy cái đồ mới. Và cái ưu điểm của em là em là một người để cho mà vượt qua bản thân em là em luôn luôn thử thách mấy cái gì mà làm em sợ. Giống như bây giờ này em tham gia chương trình này để cho vượt qua cái sự nỗi sợ nhất của em là lên chương trình, xong tại lần đầu tiên em lên đây, xong dạ em thích thể thao, em thích thích văn hóa, thích thích nước Việt Nam, về Việt Nam cũng mong muốn được cho nước ngoài biết nhiều về nước của mình hơn. Hay quá. Dạ. Em có định hướng là sau này mình sẽ sống ở Việt Nam không? Em có dự định đó là tìm hiểu thêm về Việt Nam để cho làm cái ngành mà em muốn
lại muốn là nghĩa là người dẫn chương trình mà chỉ là về văn hóa ở châu Âu và châu Á, về thể thao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 2 mối tình. Được khoảng 2 mối tình? Dạ, khoảng 2 mối tình. Kéo dài được 1 năm rưỡi. Tình yêu nó hết rồi xong không có hợp nữa. Hai hướng nó đi khác nhau với cái tánh tình nữa. Em yêu người Pháp hay là người nước nào? Dạ, em xong biết từ xưa giờ em thích người Việt Nam không à. Còn bạn gái? Bên kia? Em cũng được 2 mối tình. Một mối tình là ở thời đại học cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây khoảng hồi năm ngoái và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay, quen ngắn ngắn không vậy? Của thời đại học á thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Cái mối sau là chắc là nho nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi ảnh Binh biết nhậu dạ, không? Cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Được dạ. Không? Dạ được, dạ. Trời, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai nó chung thủy, cởi mở một chút. Anh đó tự lập. Giống như là em có thói quen chia sẻ công việc. Anh đó thì đừng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu em. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em dạ. Có biết làm công việc nhà rồi công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á. Em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố 18 tuổi là em ra ngoài sống. Xong phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi. Nên rồi cái đó yên tâm không? Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn. Em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm. Nhưng với lại thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về rút keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó nha. Đầu đinh thì người ta có tóc rồi chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Chị thấy là không có tóc mới sáng. Sáng khuôn mặt thôi chị. Còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nó giỡn thôi. Rồi bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ một người lý tưởng của em là một người quan trọng gia đình, có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời. Em á cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm nên là em muốn có một người đó cũng tích cực. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. Ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa. Mà dạ vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em thêm cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không, còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ vòng 1 dạ. Trời ơi giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Con gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Ừ. Khuôn mặt tròn không? À, nãy giờ em cảm nhận anh trai Vinh này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80, 90 gì đó. Vời quá rồi. Nhưng mà em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Hát cũng tùy tâm trạng, mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa hả? Dạ. Giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết cho hay à? Cái tâm lý nhiều người vậy mà. Ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, ta quăng chị lấy hết. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á. Thì em bóc cái bút với là tiền và cầm tiền không trả, không thả ra luôn. Ngủ luôn mình vẫn cầm. Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Trời, có nhớ rồi. Hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu. Chắc ngày nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không, đến đổ mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày lận. Trời. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủ tiền láng hoa nữa không? Xếp lên
rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ô, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có Hello em. Xin chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ, cảm ơn. Style màu đen dữ. Dạ em cảm ơn. À nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy về hai bên. Tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh. Mình mà lấy là sẽ lấy rất lâu dài. Lấy để tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay. Cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. À nhiều dạ, chuyện đúng á rồi, à. Quá nhiều chuyện, đừng có quá ham chơi. Dạ ham tiền được không? Thì cái đó thì hai người cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện. Em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Cùng tốt với nhau quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy dạ. Là tốt rồi. Ha, cái cũng rất là đáng quý bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Còn dạ. Bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ. Bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này dạ. Thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Sao dạ. Chị gặp ba mẹ em ạ? Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Và chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi là ba của Trúc Đào. Và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Huyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên. Đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Không biết là mẹ có ý kiến gì thêm không mẹ? Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi rồi tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ em đi với mẹ yêu thương của em. À có mẹ nào hả? Dạ. Xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Huyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Chí Tài. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành. Tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Hai đứa hãy cho nhau một cơ hội, phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta đến như giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Gặp cô gái sẽ hát dạ. Cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe okay. Để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Hoa gì vậy em? Hồi nãy mẹ nói mình là hoa... Dạ. Sống đời. Dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp à. Quá. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, có người hồi nãy hướng. Em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Chủ yếu hát cho đi. Bạn trai nghe đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. Nè, chị giới thiệu với bạn trai luôn dạ. Là cái đồng hồ đó đó dạ. Là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trường vay quá vậy? Dạ, chắc nên. Nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó, đọc đi. Nó ghi gì vậy? Dạ, thì... Tại em không biết đâu.
Cái này là ngôn ngữ thế giới ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ, nhìn thấy trái tim là biết rồi. À, dạ. Ok. Dạ. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho rồi, cho anh hát lại nha, cho anh hát. Dạ. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quên. Anh mãi yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ quen nhau rồi. Mình cùng chung lời, nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim, nguyện trao đến em. Dễ thương quá. Anh thấy em rất dễ thương, có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ ở đó xong ở gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ, anh ăn nhiều nhất là món gì ạ? Ăn bơ, ăn uống nước dừa, ăn long mấy nhiều trái cây lắm, quên tên rồi. Ăn trái cây nhiều đẹp lắm hả? Anh ăn hoài thấy có đẹp đâu. Em đam mê đồ ăn Việt Nam lắm. Biết ăn mắm không? Từ 69 đến 77kg luôn. Chí Tài biết ăn mắm ruốc không? Dạ, ăn mắm thì nó mặn mặn thì cũng ăn được mà không phải là thích lắm. Món đó em thích lắm. Thôi, nên là lâu lâu em sẽ ăn. Anh đâu có nói, anh đâu có nói là anh đâu có thích đâu, anh thì ăn gì cũng được hết. Dạ. Thì bây giờ, ăn gì cũng được hết mà. Rồi, cái chuyện ăn được rồi, bây giờ dạ, cái yêu xa sao nè? Công nghệ thông tin đó hiện đại rồi, xong bây giờ có nhiều cách để liên lạc với nhau, để quen nhau, không phải giống như hồi xưa, giống như bố mẹ của mình là phải là một tháng hay là ba tháng gửi thư này nọ ra bưu điện. Em thì chắc có nhiều lúc em cũng thẳng tính lắm, giống như là tát vô mặt người ta vậy đó. Nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Anh cũng thẳng tính lắm, anh thẳng tính và rất kiểu thật thà lắm, nên nghĩ gì nói đấy. Mà em có sẵn sàng đi du lịch đâu, tại bây giờ còn có mấy ngày nữa. Nên em nếu em muốn đi du lịch đâu quá thì anh có thể lấy xe máy anh chở em đi. Trời ơi, đi xe máy được luôn hả? Dạ, bằng em lái chưa? Em dạ có luôn, tại em học hỏi cái gì cũng rất nhanh lắm. Mà em dạ. Bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập 1 hay là 2 tiếng đâu. Đúng tập rồi. Nữa tập nửa tiếng hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho tới sáng luôn á. Trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? Sự chung thủy là quan trọng nhất. Dạ. và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ. Anh thì cũng có dự định định cư ở Việt Nam. Dự định của anh là về Việt Nam để làm MC về văn hóa, về thể thao. Ta chỉ còn có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ của ấy, mong muốn điều gì về tình yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy kìa. Được, dạ. Tự nhiên cùng với nhau, xin chào. Dạ. Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên, nên là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Ok. À, còn điều nữa, em nãy giờ em quên nói, anh dạ. Có hút thuốc mà. Dạ, anh không có hút thuốc, không có bia uống bia. Trời ơi, vậy dạ. Tốt quá. Dạ. Ok. Dạ. Mai ngồi. Rồi. Dạ. Ok. Thôi để tay được bấm đi. Nhẹ nhàng lịch sự quá ha. Đặt tay vào bấm đi. Phải bạn đồng ý. Thì bạn sẽ bấm vào cái nút bấm này nha. Có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc cũng rất thường xuyên. Cái ở này... bên đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem. Tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cho hung bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, dạ thì xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha.